Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ba Chủ tịch Hạ viện, thưa Ngài Phó Tổng thống, các thành viên Quốc hội, thưa Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ thân yêu. Và thưa quốc dân Hoa Kỳ thân mến, 3 năm trước, chúng ta đã phát động chiến dịch đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và tối nay, tôi xin chia sẻ với quý vị những kết quả thần kỳ mà chúng ta đã đạt được. Việc làm bùng nổ, thu nhập gia tăng, nghèo đói xuống thấp, tội phạm sụt giảm, tín nhiệm tăng cao, và đất nước chúng ta đang ngày càng cường thịnh và được tôn trọng trở lại. Những kẻ thù của Hoa Kỳ đang phải trốn chạy, tài sản của Hoa Kỳ thì ngày càng tăng thêm, tương lai của Hoa Kỳ là vô cùng tươi sáng. Những năm tháng suy thoái kinh tế đã kết thúc. Những tháng ngày mà nước Mỹ bị lợi dụng, thậm chí là bị các nước khác khinh thường đã bị đẩy lùi vào quá khứ. Cuốn theo những lời thất hứa, tình trạng thất nghiệp, những tuyên bố sáo rỗng và những lời bào chữa nhoen nhoẻn đã làm cạn kiệt sự thịnh vượng, quyền lực và uy tín của Hoa Kỳ. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, chúng ta đã phá vỡ tâm lý cho rằng Hoa Kỳ đang suy vong và bác bỏ những quan điểm thu hẹp lại sứ mệnh của Hoa Kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng ta đã và đang tiến lên phía trước với tốc độ nhanh như vũ bão, và chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi rất vui mừng khi được thông báo với quý vị rằng nền kinh tế của chúng ta đang tốt nhất từ trước đến nay. Quân đội của chúng ta đã được xây dựng lại toàn bộ với sức mạnh vô song trên thế giới và không ai sánh bằng. Biên giới của chúng ta an toàn, các gia đình đều phát đạt và các giá trị được đổi mới và niềm tự tôn đã được khôi phục. Với tất cả những lý do trên, tôi xin tuyên bố với quốc dân Hoa Kỳ vĩ đại và các thành viên lưỡng viện rằng liên bang chúng ta đã mạnh hơn bao giờ hết. Viễn kiến mà tôi trình bày tối nay chứng tỏ cái cách mà chúng ta đang xây dựng một xã hội thịnh vượng và toàn diện nhất thế giới, nơi mà mọi người dân đều có thể tham gia vào sự thành công phi thường của nước Mỹ, và cũng là nơi mà cộng đồng có thể tham gia vào sự phát triển độc nhất của nước Mỹ. Ngay từ khi nhậm chức, tôi đã nhanh chóng làm hồi sinh nền kinh tế của Hoa Kỳ, phá vỡ mọi kỷ lục về các quy định hạn chế việc làm, cắt giảm thuế má và chiến đấu giành lại công bằng cho các hiệp định thương mại. Chương trình nghị sự của chúng tôi là không ngừng ủng hộ người lao động, ủng hộ gia đình, ủng hộ sự phát triển, và trên hết là ủng hộ nước Mỹ.
Xin cảm ơn. Chúng tôi đang tiến lên với sự lạc quan vô tận và thăng tiến các công dân ở mọi chủng tộc, màu da, tôn giáo và tín ngưỡng. Sau khi thắng cử, chúng tôi đã tạo ra 7 triệu việc làm mới, tức là nhiều hơn con số 5 triệu việc làm mà các chuyên gia trong chính phủ trước đã dự kiến. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn đang ở mức thấp nhất trong hơn nửa thế kỷ. Rất đáng kinh ngạc, tỷ lệ thất nghiệp trung bình dưới nhiệm kỳ tổng thống của tôi là thấp hơn bất cứ nhiệm kỳ nào trong lịch sử. Thật vậy, nếu chúng ta không đảo ngược các chính sách kinh tế thất bại của các nhiệm kỳ trước, thế giới sẽ không thể chứng kiến sự thành công của nền kinh tế Hoa Kỳ như hiện nay. Tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Latin và người Mỹ gốc Á đã xuống đến mức thấp nhất trong lịch sử. Tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ Mỹ gốc Phi đã thấp nhất trong mọi thời đại. Tình trạng nghèo đói của người Mỹ gốc Phi đã giảm xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận. Tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ đạt mức thấp nhất trong gần 70 năm qua, và năm ngoái, phụ nữ đã chiếm 72% trong tổng số việc làm mới. Tỷ lệ thất nghiệp của các cựu binh đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Tỷ lệ thất nghiệp cho người khuyết tật đã xuống mức thấp nhất mọi thời đại. Những người lao động mà không có bằng tốt nghiệp trung học đã đạt tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất được ghi nhận trong lịch sử của Hoa Kỳ. Giới trẻ Mỹ có công ăn việc làm cũng đã đạt con số cao kỷ lục. Ở nhiệm kỳ trước, hơn 10 triệu người dân đã tham gia vào chế độ tem phiếu thực phẩm. Nhưng dưới nhiệm kỳ tổng thống của tôi, 7 triệu người Mỹ đã không cần đến tem phiếu thực phẩm nữa, và hơn 10 triệu người đã không còn phải phụ thuộc vào trợ cấp của chính phủ. Tám năm dưới chính quyền tiền nhiệm, hơn 300.000 người trong độ tuổi lao động đã phải mất việc làm. Nhưng chỉ trong vòng 3 năm dưới nhiệm kỳ tổng thống của tôi, 3,5 triệu người trong độ tuổi lao động đã tham gia vào lực lượng lao động. Kể từ khi tôi nhậm chức, tài sản của những người làm công ăn lương đã tăng lên 47%, tức là nhanh gấp
3 lần so với những người có thu nhập ở top đầu. Sau nhiều thập kỷ xảy ra tình trạng bị giảm thu nhập thì hiện nay tiền lương của người dân đang tăng nhanh, và điều tuyệt diệu là tiền lương của giới lao động thu nhập thấp lại tăng nhanh nhất. Tiền lương của công nhân đã tăng lên 16% dưới thời của tôi. Và đây chính là thời kỳ bùng nổ của giới công nhân. Hiện nay, thu nhập trung bình của các hộ gia đình đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Kể từ sau khi tôi nhậm chức, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã tăng lên 70%, đóng góp vào hơn 12.000 tỷ đô la cho sự thịnh vượng của quốc gia, vượt xa mọi dự đoán của tất cả mọi người. Đây cũng là một kỷ lục. Đây cũng chính là điều mà mọi quốc gia trên thế giới phải nhìn vào chúng ta bằng con mắt ngưỡng mộ. Niềm tin của người tiêu dùng cũng đã đạt được những tầm cao mới. Hàng triệu người dân, các quỹ hưu trí tư nhân 401 và quỹ lương hưu đang ngày càng làm tốt với mức tăng trưởng từ 60, 70, 80, 90 và 100%, thậm chí là nhiều hơn nữa. Cơ hội việc làm và các khoản tiền đầu tư đang dần đổ về 9.000 khu dân cư đã từng bị lãng quên trước đó. Đó là nhờ vào sáng kiến khu vực cơ hội do Thượng nghị sĩ Tim Scott khởi xướng, và đó là một phần trong kế hoạch cắt giảm thuế của Đảng Cộng Hòa. Nói một cách ngắn gọn, người giàu và các công ty lớn đang đổ tiền về các khu vực nghèo khó hay những vùng mà đã không nhận được đầu tư trong suốt nhiều thập kỷ qua để tạo ra việc làm mới, sinh khí mới và niềm phấn khởi mới. Đây cũng là lần đầu tiên mà những cộng đồng ấy nhận được những điều rất xứng đáng. Mọi việc vẫn đang rất hiệu quả. Kế hoạch khu vực cơ hội cũng đang giúp đỡ những người dân Hoa Kỳ như cựu binh Tony Rankins ở thành phố Cincinnati, thuộc tiểu bang Ohio. Tony đã mất việc, gia đình và nhà cửa vì nghiện ngập ma túy và trở thành một người vô gia cư. Sau đó, Tony đã tìm được một công ty xây dựng đầu tư vào kế hoạch khu vực cơ hội. Hiện nay, Tony đã trở thành một thương gia thành đạt và anh đã cai nghiện thành công và được đoàn tụ với gia đình. Anh ta cũng đang có mặt ở đây. Cảm ơn anh Tony. Lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ, nền kinh tế phát đạt của chúng ta đã giúp cho nhiều cựu tù nhân có một công việc và một khởi đầu mới. Họ đã có được cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời qua việc chúng ta đã thông qua một đạo luật cải cách tư pháp hình sự. Mọi người đều nói rằng việc cải cách tư pháp hình sự là điều bất khả thi. Nhưng tôi đã làm được, và những người đang có mặt trong khán phòng này đã làm được. Nhờ vào chiến dịch cắt giảm táo bạo của chúng tôi, nước Mỹ đã trở thành nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt tự nhiên số một thế giới tính cho đến thời điểm hiện tại. Với những tiến bộ to lớn mà chúng tôi đã đạt được trong vòng 3 năm qua,
Hiện nay Hoa Kỳ đã độc lập về năng lượng và những công việc trong ngành năng lượng cũng như các ngành công nghiệp khác tại Hoa Kỳ hiện cũng đang ở mức cao kỷ lục. Chúng tôi đã đạt được những con số mà 3 năm trước thì không một ai nghĩ là sẽ khả thi. Tương tự, chúng tôi đã và đang khôi phục được thế mạnh sản xuất của Hoa Kỳ, mặc dù trước đó thì nhiều người đã dự đoán rằng đây là điều không thể nào thực hiện được. Sau khi có đến 60.000 nhà máy đã phải đóng cửa dưới nhiệm kỳ của hai tổng thống tiền nhiệm, hiện nay Hoa Kỳ đã có thêm 12.000 nhà máy mới và đã có hàng ngàn nhà máy khác đang được xây dựng hoặc đang trong giai đoạn lên ý tưởng. Các công ty đã không còn rời đi mà thay vào đó họ lại đang dần quay trở lại nước Mỹ. Thực tế là tất cả mọi người đều muốn có một nơi để hành động, và Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ chính là một nơi để hành động. Một trong số những lời hứa lớn nhất của tôi với các công dân Hoa Kỳ là sẽ thay thế thỏa thuận thảm họa mang tên NAFTA. Quả thực, những điều bất công trong thương mại là lý do lớn nhất khiến cho tôi quyết định tham gia tranh cử tổng thống. Sau khi Hoa Kỳ ký kết hiệp định NAFTA, chúng ta đã mất 1/4 số việc làm trong ngành sản xuất. Nhiều chính trị gia đã hứa hẹn sẽ sửa đổi hoặc thay thế NAFTA, và sau đó chẳng có gì xảy ra. Nhưng không giống như những người tiền nhiệm, tôi đã giữ lời hứa của mình. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sáu ngày trước, tôi đã thay thế hiệp định NAFTA và ký một thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ, Mexico, Canada. Hiệp định USMCA sẽ tạo thêm 100.000 việc làm thu nhập cao và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm của nông dân và công nhân chúng ta. Hiệp định này cũng giúp cho việc giao thương với Mexico và Canada lên tầm cao mới và đồng thời mang lại mức độ lớn hơn về sự công bằng và có lợi cho các bên. Chúng ta đã đạt được sự công bằng và đôi bên cùng có lợi. Và tôi phải nói rằng, sau rất nhiều năm thì chúng ta đã được đối xử công bằng về thương mại. Đây cũng là thỏa thuận thương mại đầu tiên trong nhiều năm qua đã được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các công đoàn lao động Mỹ. Tôi cũng đã hứa với người dân rằng tôi sẽ áp thuế để ngăn ngừa những hành vi trộm cắp tràn lan của Trung Quốc đối với việc làm của Hoa Kỳ. Chiến lược của chúng tôi đã thành công. Mấy ngày trước, chúng tôi đã ký một thỏa thuận mới mang tính đột phá với Trung Quốc để bảo vệ người lao động của chúng ta. Bảo vệ các tài sản trí tuệ của chúng ta, mang về hàng tỷ tỷ đô la cho ngân sách và mở ra thị trường mới to lớn cho các sản phẩm và nông sản được sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Trung Quốc đã lợi dụng Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Giờ đây, chúng ta đã và đang thay đổi điều đó. Đồng thời, chúng tôi cũng đang có mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, bao gồm cả ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Họ đã phải tôn trọng những điều mà chúng ta làm. Nói thẳng ra là Trung Quốc không thể tin được rằng họ có thể tiếp tục thực hiện chót lọt những hành vi sai trái từ năm này qua năm khác mà không bị một ai đó ở Mỹ bước lên ngăn lại và nói rằng quá đủ rồi. Chúng ta đang tái thiết nước Mỹ. Và trong khi chúng ta khôi phục vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ trên toàn thế giới, chúng ta lại một lần nữa đứng lên đấu tranh vì sự tự do cho cả bán cầu này.
Đó là lý do tại sao nhiệm kỳ tổng thống của tôi đã đảo ngược lại các chính sách thất bại của những người tiền nhiệm về vấn đề Cuba. Chúng ta đang ủng hộ niềm hy vọng của người dân Cuba, Nicaragua và Venezuela để khôi phục nền dân chủ. Hoa Kỳ đang lãnh đạo một liên minh ngoại giao gồm 59 quốc gia chống lại tên độc tài xã hội chủ nghĩa của Venezuela, Nicolas Maduro. Maduro là một kẻ cai trị bất hợp pháp, một bạo chúa tàn bạo đối với chính người dân của mình. Nhưng sự kìm kẹp của chế độ chuyên chế Maduro sẽ bị đập tan. Có mặt ở đây tối nay là một người đàn ông đã mang theo niềm hy vọng, ước mơ và khát vọng của tất cả những người dân Venezuela. Tham dự cùng chúng ta trong khán phòng này là vị tổng thống chính danh và hợp pháp của Venezuela, ngài Juan Guaido. Thưa ngài tổng thống, xin hãy vui lòng mang thông điệp này trở về quê hương của ngài. Xin cảm ơn ngài tổng thống rất nhiều. Thật là một vinh hạnh cho chúng tôi. Xin hãy mang thông điệp rằng tất cả người dân Hoa Kỳ đều hợp nhất với nhân dân Venezuela trong cuộc đấu tranh chính nghĩa vì tự do. Xin cảm ơn ngài tổng thống rất nhiều. Chủ nghĩa xã hội đã hủy diệt nhiều quốc gia, nhưng hãy luôn luôn nhớ rằng tự do sẽ hợp nhất tâm hồn. Để bảo vệ Hoa Kỳ tự do, chúng ta đã đầu tư khoản tiền kỷ lục lên đến 2,2 ngàn tỷ đô la cho quân đội Hoa Kỳ. Chúng tôi đã mua những máy bay, tên lửa, hỏa tiễn, chiến hạm và các khí tài quân sự tốt nhất và tất cả đều được sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Và cuối cùng, chúng ta cũng đã buộc các đồng minh phải giúp chia sẻ phí tổn một cách công bằng. Tôi đã nâng mức đóng góp của các thành viên NATO khác lên 4.000 tỷ đô la. Số đồng minh đáp ứng các nghĩa vụ tối thiểu cũng tăng hơn gấp đôi. Chỉ vài tuần trước, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Truman thành lập lực lượng không quân từ hơn 70 năm trước, chúng ta đã lập ra một nhánh mới thuộc lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ. Đó là quân chủng vũ trụ. Tối nay, chúng ta có sự hiện diện của một trong những tân binh tiềm năng trẻ nhất của quân chủng vũ trụ. Đó là Ian Lanphier, 13 tuổi, học lớp 8 và đến từ Arizona.
Ian luôn mơ ước được lên vũ trụ. Cậu nằm trong số những người trẻ nhất tại một học viện hàng không, khao khát được tới học viện không quân, sau đó nhắm tới quân chủng vũ trụ. Và như Ian nói, hầu hết mọi người đều nhìn lên vũ trụ, còn tôi muốn nhìn xuống thế giới. Ngồi cạnh Ian tối nay là người hùng vĩ đại của cậu. Charles McKee sinh ra tại Cleveland, Ohio từ một thế kỷ trước, là một trong những người cuối cùng còn sống thuộc đơn vị Tuskegee, là những phi công tiêm kích da màu đầu tiên, và ông cũng là cụ cố của Ian. Sau hơn 130 nhiệm vụ chiến đấu trong đệ nhị thế chiến, ông đã trở về một đất nước vẫn đang đấu tranh vì dân quyền, và sau đó ông đã tiếp tục phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ tham chiến tại Triều Tiên và Việt Nam. Charles đã tổ chức sinh nhật lần thứ 100 vào hôm 7 tháng 12 vừa qua. Vài tuần trước, tôi đã ký quyết định vinh thăng chuẩn tướng cho Charles McKee, và hôm nay tôi đã gắn những ngôi sao lên vai của ông ấy tại phòng bầu dục. Tướng McKee, quốc gia của chúng ta kính chào ông. Từ những người di cư đầu tiên cho tới các nhà lập quốc, từ những người lính tại Valley Forge tới những người tuần hành ở Selma, từ Tổng thống Lincoln đến Mục sư Martin Luther King, người Mỹ đã luôn bác bỏ những giới hạn đối với tương lai của con cháu chúng ta. Thưa các nghị sĩ, chúng ta không bao giờ được quên rằng chiến thắng quan trọng duy nhất tại Washington là chiến thắng vì người dân Hoa Kỳ. Nhân dân là trái tim của đất nước, những ước mơ của họ là linh hồn của đất nước, tình yêu thương của họ mang lại sức mạnh và giúp duy trì đất nước. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, nhiệm vụ của chúng ta là đặt nước Mỹ lên trên hết. Bước tiếp theo để hướng tới xây dựng một xã hội toàn diện là đảm bảo tất
cả giới trẻ của Mỹ đều được giáo dục tốt và có cơ hội đạt được giấc mơ Mỹ. Tuy nhiên, vô số trẻ em Mỹ lâu nay đã mắc kẹt trong những ngôi trường công lập yếu kém. Để giải cứu số học sinh này, 18 bang đã cung cấp lựa chọn trường học thông qua chương trình học bổng cơ hội. Chương trình này rất phổ biến, đến mức hàng chục ngàn học sinh vẫn trong danh sách chờ. Một trong số đó là Janaya Davis, một học sinh lớp 4 ở Philadelphia. Cô Stephanie, mẹ của Janaya, là một bà mẹ đơn thân đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để trao cho con gái của mình một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, vào năm ngoái, tương lai đó đã bị đặt ngoài tầm với khi thống đốc bang Pennsylvania đã bác bỏ luật mở rộng lựa chọn trường học cho 50.000 trẻ em. Janaya và Stephanie đều có mặt trong khán phòng này tối nay. Stephanie, cảm ơn rất nhiều vì cô đã có mặt ở đây cùng cô con gái xinh đẹp của mình. Câu chuyện của họ không dừng lại ở đó. Janaya, bác rất vui mừng được thông báo rằng con sẽ không còn phải chờ đợi lâu nữa. Tối nay, bác tự hào tuyên bố rằng chương trình học bổng cơ hội đã mở cửa cho con. Con sẽ sớm được học tại ngôi trường mà mình chọn. Giờ đây, tôi kêu gọi Quốc hội hãy trao cho 1 triệu trẻ em Mỹ có cơ hội tương tự mà Janaya vừa nhận được. Xin hãy thông qua đạo luật cơ hội và học bổng giáo dục tự do, bởi không có phụ huynh nào đáng bị ép buộc phải gửi con tới những ngôi trường công lập yếu kém. Mỗi người trẻ nên có một môi trường an toàn để học tập và phát triển. Vì vậy, đệ nhất phu nhân tuyệt vời của chúng ta đã thực hiện sáng kiến Be Best là điều tốt nhất nhằm thúc đẩy một lối sống an toàn, lành mạnh và tránh xa chất kích thích cho các thế hệ sau, bao gồm cả trên không gian mạng, trong trường học và trong cộng đồng chúng ta. Cảm ơn Melania vì tình yêu to lớn và sự quan tâm sâu sắc mà em đã dành cho các trẻ em Mỹ. Nhiệm kỳ tổng thống của tôi cũng quyết tâm cung cấp cho người dân những cơ hội mà họ cần, bất kể tuổi tác hay lý lịch. Thông qua cam kết với người lao động Hoa Kỳ, hơn 400 công ty cũng sẽ mang tới những việc làm mới, cũng như mở ra nhiều cơ hội giáo dục cho gần 15 triệu người Mỹ. Ngân sách của chính phủ chúng tôi cũng chuyên chở những tầm nhìn đầy thú vị cho các trường trung học quốc gia. Tối nay, tôi đề nghị Quốc hội hỗ trợ các học sinh và ủng hộ kế hoạch của tôi nhằm phát triển cả giáo dục kỹ thuật và dạy nghề tại mọi trường trung học ở Mỹ. Trong việc mở rộng cơ hội bình đẳng, tôi cũng tự hào rằng chúng tôi đã đạt được mức tài trợ kỷ lục và lâu dài cho các trường đại học và cao đẳng dành cho người Mỹ gốc Phi.
Một cuộc sống tốt đẹp cho các gia đình Mỹ đòi hỏi phải có một hệ thống chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, có tính sáng tạo và phải chăng nhất trên trái đất. Trước khi tôi nhậm chức, phí bảo hiểm y tế đã tăng lên gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm. Tôi đã nhanh chóng cung cấp những lựa chọn thay thế phải chăng. Kế hoạch mới của chúng tôi đã tiết kiệm tới 60% chi phí. Tôi cũng đưa ra cam kết chắc chắn với các gia đình Mỹ rằng chúng tôi sẽ luôn bảo vệ những người có tiền sử bệnh tật trước khi tham gia bảo hiểm y tế. Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ các chương trình chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội của mọi người. Luôn luôn là như vậy. Chúng tôi sẽ không bao giờ để cho những bệnh nhân Mỹ phải hoa mắt hay mù mờ trước chi phí y tế. Đó là lý do tôi đã ký một sắc lệnh yêu cầu phải minh bạch về viện phí. Nhiều chuyên gia tin rằng sự minh bạch đó, điều mà sẽ có hiệu lực hoàn toàn từ đầu năm tới, thậm chí sẽ lớn hơn những cải cách về chăm sóc sức khỏe. Điều đó sẽ tiết kiệm cho các gia đình những khoản tiền lớn để được chăm sóc tốt hơn. Tuy nhiên, khi chúng ta làm việc để cải thiện vấn đề y tế, thì lại có những người muốn lấy đi quyền chăm sóc y tế của bạn, lấy đi bác sĩ của bạn và xóa bỏ hoàn toàn bảo hiểm tư nhân. 132 nghị sĩ trong khán phòng này đã tán thành điều luật nhằm áp đặt sự kiểm soát đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta, loại bỏ các lựa chọn y tế tư nhân của 180 triệu người Mỹ vốn là đang rất hài lòng. Xin gửi đến những người dân đang ngồi ở nhà để theo dõi bài phát biểu này biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép chủ nghĩa xã hội tàn phá nền y tế của Hoa Kỳ. Hơn 130 nhà lập pháp trong Hạ viện này đã tán thành điều luật sẽ làm phá sản quốc gia của chúng ta bằng cách cung cấp dịch vụ y tế miễn phí từ tiền thuế của người dân cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp và buộc những người đóng thuế phải trợ cấp y tế miễn phí cho bất kỳ ai trên thế giới vượt qua biên giới của chúng ta một cách trái phép. Những đề xuất này sẽ hủy hoại quyền lợi chăm sóc sức khỏe mà những người cao niên đang phải phụ thuộc vào. Đây là những gì đang xảy ra ở California và các bang khác. Hệ thống của họ hoàn toàn mất kiểm soát, khiến người nộp thuế phải trả những khoản tiền khổng lồ mà không ai có thể cáng đáng nổi. Nếu thấy rằng việc ép người Mỹ phải dùng tiền thuế để chăm sóc sức khỏe miễn phí cứ bất hợp pháp là công bằng, thì quý vị hãy đứng về phe cực tả. Nhưng nếu quý vị tin rằng chúng ta nên bảo vệ những bệnh nhân và người cao niên Mỹ, thì hãy đứng về phía chúng tôi và thông qua đạo luật cấm chăm sóc y tế miễn phí với những người nhập cư bất hợp pháp. Đây sẽ là một lợi thế to lớn đối với biên giới phía Nam của chúng ta, vốn đã luôn được bảo vệ rất nghiêm ngặt, nơi mà như chúng tôi nói, một bức tường dài, cao và vững chắc đang được xây dựng. Hiện nay chúng ta đã hoàn thành hơn 160 km và sẽ có hơn 800 km nữa sắp hoàn thành trong thời gian ngắn.
Chính quyền của tôi cũng đang kiểm soát các công ty dược phẩm lớn. Chúng tôi đã phê duyệt một số lượng kỷ lục về thuốc gốc giá rẻ và một số loại thuốc đang được FDA phê duyệt ở tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Tôi rất vui được tuyên bố vào năm ngoái rằng, lần đầu tiên trong vòng 51 năm, giá thuốc bán theo toa đã thực sự giảm. Khi hợp tác cùng nhau, Quốc hội có thể giảm đáng kể được giá thuốc bán ra so với mức hiện tại. Tôi đã nói chuyện với Thượng nghị sĩ Chuck Grassley của Iowa và các thành viên Quốc hội nhằm hoàn tất nhanh chóng và hợp lý hơn một số vấn đề về giá thuốc. Tôi kêu gọi một điều luật lưỡng đảng nhằm đạt mục tiêu hạ giá tối đa các loại thuốc theo toa. Hãy trình một dự luật lên bàn và tôi sẽ ký thành luật ngay lập tức. Với sự kiên quyết, chúng ta đang kiềm chế nạn lạm dụng các loại thuốc giảm đau gây nghiện và số ca tử vong do dùng thuốc quá liều đã lần đầu tiên giảm trong gần 30 năm. Trong số các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất thì Ohio giảm 22%, Pennsylvania giảm 18%, Wisconsin giảm 10%, và chúng ta sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đánh bại nạn lạm dụng thuốc gây nghiện một lần và mãi mãi. Bảo vệ sức khỏe của người Mỹ cũng có nghĩa là chống lại các bệnh truyền nhiễm. Chúng tôi cũng đang phối hợp với chính phủ Trung Quốc và hợp tác chặt chẽ để ngăn chặn sự bùng phát của virus corona ở Trung Quốc. Chính quyền của tôi sẽ tiến hành tất cả các bước cần thiết để bảo vệ công dân của chúng ta khỏi mối đe dọa này. Chúng tôi đã đưa ra những sáng kiến mới đầy tham vọng để cải thiện đáng kể việc chăm sóc người Mỹ mắc bệnh thận, bệnh mất trí nhớ và cả những người phải vật lộn với các thách thức về sức khỏe tâm thần. Và Quốc hội đã đồng ý tài trợ tiền, nên chúng ta cũng đang theo đuổi các phương pháp chữa trị mới về bệnh ung thư ở trẻ em, và chúng ta sẽ loại bỏ dịch AIDS ở Mỹ vào cuối thập kỷ này. Hầu như mọi gia đình Mỹ đều hiểu nỗi đau khi người thân được chuẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Có mặt ở đây tối nay là một người đàn ông đặc biệt, được hàng triệu người Mỹ yêu quý, người vừa được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn 4. Đó không phải là tin vui, nhưng tin vui là ông ấy là chiến binh và là người chiến thắng vĩ đại nhất mà quý vị sẽ được gặp. Rush Limbaugh, cảm ơn ông vì những cống hiến không mệt mỏi cho đất nước chúng ta suốt nhiều thập kỷ qua. Và Rush này, với tất cả những gì ông đã làm cho đất nước, với hàng triệu người mỗi ngày được nghe ông nói chuyện và truyền cảm hứng, và tất cả những công việc phi thường mà ông đã làm vì mục đích thiện nguyện, tôi tự hào tuyên bố tối nay rằng ông sẽ nhận được sự vinh danh cao nhất của đất nước chúng ta, đó là Huân chương Tự do của Tổng thống.
Xin mời đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ trao cho ông huân chương danh dự này. Xin mời. Russ và Catherine, xin chúc mừng. Cảm ơn Catherine. Khi chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đang bệnh tật, thì Mỹ đã và đang tiếp tục đạt được những đột phá về y tế mới. Vào năm 2017, các bác sĩ tại Bệnh viện St. Luke ở Kansas đã đón chào một trong những trẻ sinh non nhỏ nhất còn sống sót. Chào đời khi chỉ 21 tuần 6 ngày và cân nặng chưa đầy 450 gram, Ellie Snyder sinh ra đã là một chiến binh nhờ tài năng của các bác sĩ và những lời cầu nguyện của cha mẹ. Cô bé Ellie đã tiếp tục chiến thắng trong cuộc chiến giành sự sống. Hôm nay, Ellie là một cô bé 2 tuổi mạnh mẽ, khỏe mạnh, đang ngồi với người mẹ Robin đáng khâm phục trong khán phòng này. Ellie đã nhắc nhở chúng ta rằng mỗi em bé là một phép màu của cuộc sống. Nhờ các kỳ tích y học hiện đại, 50% trẻ sinh non chào đời tại bệnh viện nơi Ellie sinh ra đã sống sót, và đó là một điều mầu nhiệm và phi thường. Mục tiêu của chúng ta là đảm bảo rằng mọi em bé đều có cơ hội tốt nhất để phát triển và vươn lên giống như Ellie. Đó là lý do tôi yêu cầu Quốc hội bổ sung thêm $50 triệu vào nghiên cứu về vấn đề sơ sinh. Đó cũng là lý do tôi kêu gọi các thành viên của Quốc hội có mặt ở đây tối nay hãy thông qua luật cấm phá thai vào giai đoạn cận sinh. Dù chúng ta là Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ hay Độc Lập, chắc chắn tất cả chúng ta đều đồng ý rằng mỗi sự sống con người là một món quà thánh thiêng từ Thiên Chúa. Gần đây, tôi rất tự hào là đã ký đạo luật cho phép các ông bố bà mẹ làm việc cho liên bang, được nghỉ thai sản. Đó là hình mẫu cho phần còn lại của đất nước. Bây giờ, tôi kêu gọi Quốc hội thông qua đạo luật thúc đẩy tiến bộ cho gia đình lao động, giúp kéo dài thời gian nghỉ thai sản cho các bà mẹ và ông bố trên toàn quốc.
Trung bình, 40 triệu gia đình Mỹ đã có thêm $2,200 nhờ chính sách giảm trừ thuế cho những người nuôi con nhỏ. Tôi đã giám sát những khoản tăng ngân sách cho chăm sóc trẻ em chất lượng cao, cho phép 17 tiểu bang phục vụ nhiều trẻ em hơn. Nhiều tiểu bang trong đó đã cắt giảm hoặc bỏ hoàn toàn danh sách chờ trợ cấp. Tôi cũng đã gửi kế hoạch tới Quốc hội với mục tiêu mở rộng quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng cao và kêu gọi các vị hành động ngay lập tức. Để bảo vệ môi trường, vài ngày trước tôi đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tham gia sáng kiến 1.000 tỷ cây rừng. Đây là một nỗ lực đầy tham vọng nhằm mang chính phủ và các công ty tư nhân cùng nhau trồng cây mới ở Mỹ và trên thế giới. Chúng ta cũng cần tái xây dựng cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ. Tôi kêu gọi các vị hãy phê duyệt dự luật đường cao tốc do Thượng nghị sĩ Brasso đề xuất nhằm đầu tư vào hệ thống cầu đường trên lãnh thổ chúng ta. Tôi cũng cam kết bảo đảm cho mọi công dân được tiếp cận Internet tốc độ cao, kể cả ở những vùng nông thôn. Tương lai tốt hơn cho mọi người dân Mỹ đòi hỏi chúng ta phải giữ vững an ninh cho đất nước. Điều đó có nghĩa là ủng hộ những người trong lực lượng hành pháp ở mọi cấp độ, kể cả các nhân viên thuộc cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, gọi tắt là ICE. Năm ngoái, các sĩ quan quả cảm ICE đã bắt hơn 120.000 người nhập cư trái phép, phạm vào các tội như 10.000 cáo buộc trộm cắp, 5.000 vụ tấn công tình dục, 45.000 vụ hành hung và 2.000 vụ giết người. Dù vậy, các chính trị gia cực đoan ở nhiều thành phố đã cung cấp nơi trú ẩn cho những tên tội phạm nhập cư trái phép này. Tại đó, giới chức địa phương yêu cầu cảnh sát phải thả những người nhập cư phạm tội nguy hiểm để họ đe dọa người dân thay vì chuyển cho ICE để trục xuất một cách an toàn. Chỉ cách đây 29 ngày, một người nhập cư phạm tội được thành phố New York trả tự do, nhưng sau đó hắn đã bị cáo buộc cưỡng hiếp và sát hại một phụ nữ 92 tuổi. Hung thủ từng bị bắt vì tội hành hung, nhưng được thả ra nhờ chính sách trú ẩn của New York. Nếu họ tôn trọng yêu cầu bắt giữ của ICE, nạn nhân vẫn có thể sống cho tới hôm nay. Tiểu bang California cũng thông qua đạo luật tuyên bố cả bang là nơi trú ẩn cho những người nhập cư phạm tội và đã gây ra những hậu quả nặng nề. Và đây lại là một ví dụ bi thảm khác. Vào tháng 12 năm 2018, cảnh sát tiểu bang California đã bắt một người nước ngoài nhập cư trái phép từng có 5 tiền án, bao gồm cướp của và hành hung. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã phải thả hắn theo luật trú ẩn của bang California. Chỉ vài ngày sau, hắn liền thực hiện hàng loạt vụ bạo lực đẫm máu khi đã bắn vào một người đàn ông đang đi làm, sau đó bắn vào tay và ngực một phụ nữ đang ngồi trong ô tô. Hắn tới một cửa hàng tiện lợi và xả súng bừa bãi, sau đó cướp một xe tải và đâm vào nhiều phương tiện đang lưu thông, khiến nhiều nạn nhân vô tội đã bị thương nặng. A terrible, terrible situation.
Một trong những nạn nhân của hắn là công dân Mỹ tên là Rocky John, 51 tuổi, đã phải tử vong trong kinh hoàng. Ông ấy đang đứng ở trạm xăng thì bị tên tội phạm máu lạnh bắn chết bằng 8 phát đạn ở khoảng cách rất gần. Rocky ra đi, để lại niềm tiếc thương cho gia đình, trong đó có những người em trai yêu quý ông ấy hơn bất kỳ ai. Một trong số đó đang có mặt tại đây. Jody, xin mời đứng lên. Thank you. Jody, trái tim chúng tôi thương tiếc cho mất mát của anh và chúng tôi sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ cho tới khi anh tìm được công lý. Thượng nghị sĩ Tom Tillis đã đề xuất một dự luật cho phép những công dân Mỹ như Jody được kiện các thành phố và bang trú ẩn khi có người thân bị thương hoặc thiệt mạng vì chính sách của họ. Tôi kêu gọi Quốc hội phê chuẩn dự luật công lý cho nạn nhân của các thành phố trú ẩn ngay lập tức. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ nên là nơi trú ẩn cho những người dân Mỹ tuân thủ pháp luật, không phải là để dành cho những tên tội phạm nước ngoài. Trong 3 năm qua, ICE đã bắt hơn 5.000 kẻ buôn bán người và tôi đã ký 9 đạo luật nhằm ngăn chặn nạn buôn người cả trong nước và trên thế giới. Chính quyền của tôi đã thực thi những nỗ lực chưa từng có tiền lệ để bảo vệ biên giới phía Nam của Hoa Kỳ. Trước khi tôi nhậm chức, nếu họ xuất hiện bất hợp pháp ở biên giới phía Nam của chúng ta và bị bắt, thì họ sẽ được trả tự do, rồi nhập cảnh vào nước Mỹ và biến mất luôn. Nhưng chính quyền của tôi đã chấm dứt cái trò bắt và thả đó. Nếu xâm nhập bất hợp pháp, các vị sẽ nhanh chóng phải rời đi. Chúng ta đã có những thỏa thuận hợp tác lịch sử với Mexico, Honduras, El Salvador và Guatemala. Nhờ những nỗ lực chưa từng có, các vụ vượt biên trái phép đã giảm xuống 75% kể từ tháng 5 và giảm liên tục trong 8 tháng qua. Khi những bức tường được dựng lên, số vụ bắt ma túy cũng tăng, trong khi vượt biên giảm xuống và sẽ còn giảm một cách nhanh chóng. Năm ngoái, tôi đã đến khu vực biên giới tại bang Texas và gặp sĩ quan phụ trách tuần tra Raw Ortiz trong suốt 24 tháng qua. Đặc vụ Ortiz và nhóm của anh ấy đã bắt gần 100 tấn chất gây nghiện độc hại, bắt hơn 3.000 kẻ buôn người và giải cứu trên 2.000 di dân. Chỉ cách đây vài ngày, đặc vụ Ortiz đã được thăng chức lên phó chỉ huy lực lượng tuần tra biên giới và anh ấy đang có mặt tại đây cùng chúng ta. Ortiz, xin mời đứng dậy. Quốc gia này cảm ơn anh và cảm ơn những anh hùng thuộc lực lượng tuần tra biên giới và cảnh sát di trú. Để đạt được những bước tiến lịch sử đó, chúng tôi đang nghiên cứu dự luật nhằm thay thế hệ thống nhập cư lỗi thời và mang tính ngẫu nhiên bằng những giải pháp dựa trên sự xứng đáng, chào đón những người tuân thủ luật pháp, đóng góp vào nền kinh tế, có khả năng tự lực tài chính và đề cao những chuẩn mực của chúng ta.
Qua mỗi hành động, chính quyền của tôi đang phục hồi luật pháp và tái khẳng định văn hóa tự do của Hoa Kỳ. Phối hợp với Thượng nghị sĩ McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, xin cảm ơn ông và các đồng nghiệp của ông trong Thượng viện. Chúng tôi đã phê chuẩn một con số kỷ lục là 187 thẩm phán liên bang để bảo vệ hiến pháp của chúng ta. Trong số này, có hai tân thẩm phán của tối cao pháp viện là Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh. Cảm ơn quý vị. And we have many in the pipeline. Nhiệm kỳ tổng thống của tôi cũng đang bảo vệ quyền tự do tôn giáo, trong đó có quyền được cầu nguyện ở các trường công. Tại Mỹ, chúng ta không trừng phạt những người cầu nguyện, chúng ta cũng không giật đổ cây thánh giá hay cấm đoán biểu tượng đức tin. Chúng ta không bịt miệng các nhà truyền giáo. Ở Mỹ, chúng ta chào đón đức tin và tôn trọng tôn giáo. Chúng ta cất cao những lời cầu nguyện và chúng ta cùng ngước nhìn lên vinh quang Thiên Chúa. Cũng như niềm tin vào tu chính án thứ nhất, chúng ta cũng tin vào một điều khoản hiến pháp khác đang bị đe dọa trên khắp đất nước. Chừng nào mà tôi còn là tổng thống, tôi sẽ luôn bảo vệ tu chính án thứ hai và quyền sở hữu vũ khí của các bạn. Nhằm tái khẳng định di sản của một quốc gia tự do, chúng ta cần nhớ rằng Mỹ luôn là quốc gia tiên phong khai phá. Giờ đây, chúng ta phải hướng tới những vùng đất mới. Định mệnh của nước Mỹ rõ ràng là ở các vì sao. Do đó, tôi kêu gọi Quốc hội cấp vốn đầy đủ cho chương trình Artemis nhằm bảo đảm những người đàn ông tiếp theo và người phụ nữ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng sẽ là những phi hành gia người Mỹ. Chúng ta sẽ dùng điều đó làm bệ phóng để bảo đảm Mỹ sẽ là nước đầu tiên cắm cờ trên sao Hỏa. Chính quyền của tôi cũng bảo vệ mạnh mẽ an ninh quốc gia và chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan. Tuần trước, tôi đã công bố kế hoạch đột phá nhằm mang lại hòa bình cho Israel và Palestine. Mọi nỗ lực trong quá khứ đều thất bại. Chúng ta phải quyết tâm và đẩy mạnh sự sáng tạo để bảo đảm ổn định khu vực và mang lại sự thay đổi để hàng triệu người trẻ tuổi nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn. 3 năm trước, những tên khủng bố ISIS man dợ đã chiếm gần 52.000 km vuông lãnh thổ ở Iraq và Syria. Nhưng ngày nay, ISIS đã bị mất 100% địa bàn. Kẻ sáng lập và thủ lĩnh tối cao của ISIS, kẻ giết người khát máu có tên là al-Baghdadi đã bị tiêu diệt. We are joined this evening by Carl and Marcia Mueller. Tham dự sự kiện của chúng ta trong tối nay có Carl và Marcia Mueller. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô con gái xinh đẹp Kayla của họ trở thành một nhân viên cứu trợ nhân đạo.
Kayla đã từng viết rằng một số người tìm thấy Chúa trong nhà thờ, một số người tìm thấy Chúa trong thiên nhiên, một số người tìm thấy Chúa trong tình yêu. Tôi tìm thấy Chúa trong sự đau khổ. Tôi nhận ra sứ mệnh của đời mình là dùng đôi tay làm công cụ để giảm bớt đau khổ của người khác. Vào năm 2013, khi chăm sóc cho những thường dân ở Syria, thì Kayla đã bị bọn ISIS bắt cóc, tra tấn và bị al-Baghdadi giữ làm nô lệ. Sau hơn 500 ngày bị giam cầm trong kinh hoàng, Kayla đã bị al-Baghdadi sát hại khi mới chỉ 26 tuổi. Và vào đêm đặc nhiệm Mỹ kết liễu al-Baghdadi, Ngài Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mark Milley, đã nhận được một cuộc gọi từ trong phòng tình huống. Ông nhận được tin những chàng trai dũng cảm của lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ đã thực hiện chiến dịch một cách hoàn hảo, và họ đã đặt tên cho chiến dịch này tên là Lực lượng đặc nhiệm 814, dựa theo một ngày rất đặc biệt, đó là ngày sinh của Kayla. Thưa ông bà Kaur và Masa, các binh sĩ Hoa Kỳ sẽ không bao giờ quên Kayla, và chúng tôi cũng vậy. Mỗi ngày, những chàng trai, cô gái vẫn khoác lên mình bộ quân phục Hoa Kỳ để thể hiện tình yêu vô tận sâu trong trái tim con người. Một trong những người hùng của nước Mỹ là trung sĩ lục quân Christopher Hatch. Trong lần tăng viện lần 2 tới Iraq vào năm 2018, trung sĩ Hatch đã viết thư cho cậu con trai 1 tuổi Gage rằng: "Bố sẽ về với con, bố sẽ dạy con đi trên những chiếc xe đạp đầu tiên, dạy con xây lâu đài cát đầu tiên, xem con chơi thể thao, và chờ đến ngày con cũng làm bố. Bố yêu con, hãy chăm sóc mẹ nhé, bố luôn ở bên con." Vào ngày 23 tháng 3 năm 2008, Chris đang tuần tra ở Baghdad thì chiếc xe bọc thép của anh ta đã bị trúng bom gài bên đường. Đêm đó, anh ấy đã hy sinh cho đất nước. Trung sĩ Hatch đã yên nghỉ trong vinh quang vĩnh cửu ở Arlington. Còn vợ anh, Kelly, hôm nay cũng có mặt ở đây cùng cậu con trai, hiện đã 13 tuổi. Tôi muốn gửi đến Kelly và Gage lời nhắn rằng Chris sẽ sống mãi trong trái tim của chúng tôi. Anh ấy cũng đang nhìn xuống các bạn vào lúc này đây. Xin cảm ơn. Thank you very much. Thank you both very much. Và những kẻ khủng bố đứng sau cái chết của trung sĩ Hatch là Qasem Soleimani. Hắn đã cung cấp và tạo ra quả bom để cướp đi sinh mạng của anh ấy. Soleimani là tên đồ tể tàn nhẫn nhất của chế độ Iran. Hắn là một con quái vật đã giết và làm bị thương hàng nghìn quân nhân Mỹ ở Iraq. Hắn là tên trùm khủng bố hàng đầu thế giới. Soleimani đứng sau cái chết của vô số những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Hắn cũng đã chỉ đạo cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq hồi tháng 12 và đang lên kế hoạch các cuộc tấn công mới. Đó là lý do mà tháng trước tôi đã ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ thực hiện một cuộc tấn công chính xác nhằm tiêu diệt Soleimani, đặt dấu chấm hết cho chế độ khủng bố ác độc của hắn ta. Thông điệp của chúng tôi với những kẻ khủng bố là rất rõ ràng. Các người sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi công lý Mỹ. Nếu các người dám tấn công công dân Hoa Kỳ, thì các người sẽ mất mạng.
Trong những tháng gần đây, chúng ta đã thấy những người dân Iran kiêu hãnh lên tiếng chống lại những kẻ thống trị áp bức chế độ Iran phải từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, chấm dứt vươn vòi khủng bố gây ra tình trạng chết chóc và hủy diệt, và hãy nên bắt đầu làm việc vì lợi ích của chính người dân nước mình. Do các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ của chúng ta, nền kinh tế Iran hiện đang rất là yếu kém. Chúng ta có thể giúp họ phục hồi chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng có lẽ họ quá tự kiêu hoặc quá ngu xuẩn nên không đề nghị giúp đỡ. Chúng tôi vẫn ở đây chờ họ. Hãy cùng chờ xem họ sẽ chọn con đường nào. Trong khi bảo vệ người Mỹ, chúng tôi cũng đang nỗ lực chấm dứt các cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ ở Trung Đông, ở Afghanistan. Lòng quyết tâm và sự can đảm của các chiến binh đã giúp chúng ta đạt được những tiến bộ to lớn, và các cuộc đàm phán hòa bình đang được tiến hành. Tôi không muốn khiến hàng trăm nghìn người ở Afghanistan thiệt mạng. Nhiều người trong số đó hoàn toàn vô tội. Chúng ta cũng không có nhiệm vụ làm cảnh sát quốc tế cho các quốc gia khác. Đó là những chiến binh tinh nhuệ nhất thế giới, và họ muốn hoặc là chiến đấu để giành chiến thắng, hoặc là không cần phải chiến đấu gì thêm. Chúng tôi cũng đang nỗ lực để kết thúc cuộc chiến dài nhất lịch sử nước Mỹ và đưa các binh sĩ của chúng ta về nhà. Chiến tranh cũng đã đặt gánh nặng rất lớn lên vai các gia đình quân nhân, đặc biệt là những người bạn đời của họ như Amy Williams từ Fort Bragg, Bắc Carolina, cùng hai con là Eliana, 6 tuổi, và Rowan, 3 tuổi. Amy phải làm việc toàn thời nhưng vẫn dành vô số giờ làm tình nguyện để giúp đỡ các gia đình quân nhân khác. Trong 7 tháng qua, cô đã gánh vác mọi công việc của gia đình trong khi chồng cô, Thượng sĩ Townsend William, đang ở Afghanistan trong nhiệm vụ thứ tư đến Trung Đông. Hai cháu bé đã chưa được gặp bố trong nhiều tháng. Amy, sự hy sinh của gia đình cô đã giúp cho tất cả gia đình chúng ta có thể sống trong bình an và hòa bình. Và chúng tôi rất cảm ơn gia đình cô. Nhưng Amy này, có chuyện này nữa. Tối nay, chúng tôi sẽ có một bất ngờ dành cho cô. Tôi vui mừng thông báo rằng chồng cô vừa được phép quay trở về từ chiến trường. Anh ấy cũng đang có mặt ở đây tối nay, và chúng tôi không thể giấu anh ấy lâu thêm được nữa. Chào mừng anh, Thượng sĩ William. Xin cảm ơn anh rất nhiều.
Trong buổi tối hôm nay, thế giới đã nhìn thấy rất rõ ràng rằng Mỹ là vùng đất của những anh hùng. Đây là nơi sự vĩ đại sinh sôi, nơi vận mệnh được tự quyết định và là nơi của những huyền thoại ra đời. Đây là quê hương của Thomas Edison và Teddy Roosevelt, của nhiều vị tướng vĩ đại như Washington, Pershing, Patton và MacArthur. Đây là quê hương của Abraham Lincoln, Frederick Douglass, Amelia Earhart, Harriet Tubman, anh em nhà Wright, Neil Armstrong và nhiều danh nhân khác. Đây cũng là đất nước mà trẻ em học những cái tên như Wyatt, Davy Crockett và Annie Oakley. Đây cũng là nơi những người di dân đặt chân đến Plymouth và là nơi những người ái quốc Texas đã đứng lên lần cuối để chống lại kẻ thù tại Alamo. The beautiful, beautiful Alamo. The American nation was carved out of the vast. Quốc gia Hoa Kỳ được mở rộng biên cương là nhờ vào những người đàn ông và phụ nữ cứng cỏi nhất, mạnh mẽ nhất, nhiệt tình nhất và kiên cường nhất đã bước đi trên bề mặt trái đất này. Tame the wilderness. Tổ tiên chúng ta đã đương đầu với những điều chưa ai từng biết, chế ngự thiên nhiên hoang dã, an cư lạc nghiệp tại miền Tây hoang dã, đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo, bệnh tật, đánh bại chủ nghĩa phát xít, đưa thế giới lên một tầm cao mới của khoa học và y học, xây dựng đường sắt, đào núi lấp sông, dựng lên những tòa nhà chọc trời. Và thưa quý vị, tổ tiên chúng ta đã xây dựng một nền cộng hòa đặc biệt nhất trong lịch sử nhân loại, và chúng ta đang làm cho điều đó vĩ đại hơn bao giờ hết. Đó là cả một gia tài vinh quang và tráng lệ mà chúng ta đang được kế thừa. Chúng ta là người Mỹ, chúng ta là những người tiên phong, chúng ta là những người đưa đường dẫn lối, chúng ta xây dựng thế giới hiện đại và chúng ta thay đổi lịch sử mãi mãi bằng cách luôn khắc ghi chân lý vĩnh cửu rằng tất cả chúng ta đều được bình đẳng dưới bàn tay của Thiên Chúa Toàn Năng. Mỹ là nơi mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Mỹ cũng là nơi mà bất cứ ai cũng có thể vươn lên. Và ở đây, trên vùng đất này, trên lục địa này, những giấc mơ đáng kinh ngạc nhất đã trở thành sự thật. Quốc gia này là bức tranh của chúng ta. Đất nước này là kiệt tác của chúng ta. Chúng ta nhìn vào ngày mai và thấy những chân trời vô tận đang chờ được khai phá. Những khám phá đáng kinh ngạc nhất của chúng ta vẫn còn chưa được biết đến. Những câu chuyện ly kỳ nhất của chúng ta vẫn chưa được kể. Những hành trình vĩ đại nhất của chúng ta vẫn chưa được thực hiện. Thời đại Mỹ, sử thi Mỹ, phiêu lưu Mỹ, tất cả chỉ là mới bắt đầu. Tinh thần của chúng ta vẫn tươi trẻ, mặt trời vẫn đang mọc và ân sủng của Chúa vẫn đang soi sáng. Và thưa quốc dân Hoa Kỳ, những điều tuyệt vời nhất vẫn còn chưa đến. Cảm ơn quý vị. Xin Thiên Chúa phù hộ cho các bạn và xin Thiên Chúa phù hộ cho Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ.